Anh Thuận có gửi đến gia đình số tiền là 5 triệu đồng. À, xin gửi tặng em. Rồi, xin chúc em thật nhiều sức khỏe. À. Đây, giờ tới gia đình của bé Trân. Đây, cho cô gửi cho con. Rồi, ba mẹ con cùng cố gắng, luôn luôn học thiệt giỏi. Và giống như là những điều mà con trân quý về cái sức lao động của mẹ con, luôn tự hào. Dù bất kể ba mẹ mình làm công việc gì, như vậy thì nó sẽ trở thành cái động lực cho con, cho cuộc sống con nha. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Như Quốc Thuận có chia sẻ, cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn mấy ấm gia đình Việt đã về quê hương Quốc Thuận để mà làm những cái việc rất là ý nghĩa, thực hiện những cái điều mà đôi khi những gia đình có nằm mơ cũng không được. Giống như chị hồi nãy đứng kế Quốc Thuận, anh Thuận ơi, không biết bao giờ làm được một cái số tiền như vậy. Yên tâm ha. Rồi đây có một số vốn thì tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta sẽ thực hiện được những ước mơ còn phía trước nha. Anh Thuận có gửi đến gia đình số tiền là 5 triệu đồng. À, xin gửi tặng em. Rồi, xin chúc em thật nhiều sức khỏe. À, và xin kính gửi bà nội số tiền 5 triệu đồng. Chúc cho bà thật nhiều sức khỏe, chúc cho con học thật giỏi, và chúc cho cả gia đình chúng ta ngày càng tốt hơn. Bà sẽ tăng thọ, lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc. Cảm ơn anh Quốc Thuận. Thật sự là em rất là vinh hạnh, rất là vui mà khi mà mình được góp một cái phần rất là nhỏ ở trong một cái chương trình ý nghĩa cùng với tất cả nhà tài trợ, anh Quyền Linh và mọi người làm những cái hoạt động, nó xây dựng cái tính cộng đồng như vậy, lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Lúc nãy thì dạ con có xin hứa là gửi cho gia đình của bà và của bé Phương đó là 5 triệu. Thì con chúc cho bà thiệt là nhiều sức khỏe để có thể đi càng lâu càng tốt với lại Phương. Dạ, con chúc cho bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn con nha. Dạ. Còn bé Phương thì nãy cô cũng có chia sẻ với con, cứ làm việc, cứ chăm chỉ và cứ nghĩ về những cái điều mà con muốn trở thành ở trong cuộc sống này, thì một lúc nào đó con sẽ tự khắc con biết con muốn trở thành ai. Dạ. Cố gắng nha con. Dạ. Dạ. Rồi. Đây, giờ tới gia đình của bé Trân. Đây, cho cô gửi cho con. Rồi, ba mẹ con cũng cố gắng, luôn luôn học thiệt giỏi. Và giống như là những điều mà con trân quý về cái sức lao động của mẹ con, luôn tự hào. Dù bất kể ba mẹ mình làm công việc gì, như vậy thì nó sẽ trở thành cái động lực cho con, cho cuộc sống con nha. Rồi. Gia đình của hai bé là về hạng 3, rồi hạng 2 có quà. Nhưng mà hạng nhất, mình đã nỗ lực hết mình thì mình vẫn phải có quà chứ, đúng không con? Con làm cái nhiệm vụ nào, con cũng rất là chú tâm, chuyên cần. Con làm hết sức, hết ga. Hy vọng là trong tương lai sắp tới, con sẽ trở thành được cô giáo giống như con mong đừng ước nha. Bây giờ cô Đào gửi cho con 5 triệu. Cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn những phần chia sẻ của Quốc Thuận cùng với Phương Anh Đào. Chúc mừng các con. Còn bây giờ, chúng ta sẽ mời tiếp tục những mạnh thường quân. Đầu tiên, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hoa Sen. Xin mời bà Lê Thị Thanh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Cơn Mưa Nhỏ, sẽ có những phần quà gửi tặng cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Xin mời đại diện cửa hàng Đại Thắng. Mời đại diện vật liệu xây dựng Bãi Trà, anh Tú, công ty Đồng Tiến Phát. Rồi, cảm ơn anh. Xin mời đại diện công ty xúc tiến thương mại Hoàng Ân. Xin mời công ty Trang Đồng Tiến. Xin mời cửa hàng vật liệu xây dựng Tám Lao. Chú Quỳnh đang cầm một số tiền là 10 triệu của chị Hoa. Chị Hoa cũng hay đi làm chương trình mà chị Hoa không muốn xuất hiện. Chú Quỳnh Linh sẽ chia cho làm 3, là mỗi đứa sẽ được nhận một phần trong đây trong 10 triệu đồng. Như vậy là mỗi đứa có 3 triệu mấy nữa của cô Hoa nha. Và một điều đặc biệt ngày hôm nay, như Quỳnh Linh công bố, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Thấm, trị sự viên Phật giáo Hòa Hảo, phó ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ lên để có đôi lời chia sẻ.
Dạ, chào chú Thắm. Dạ, mời chú ạ. Kính thưa tất cả quý vị có mặt nơi đây, đây là lần đầu tiên chúng tôi được tập đoàn Hoa Sen mời tham dự chương trình máy ấm gia đình Việt, thì chúng tôi thấy rất có ý nghĩa. Chúng tôi hiện nay chuyên về vấn đề các nhà từ thiện cho bà con nghèo của một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mà phần lớn thì mua toan, lập toan rừng của Hoa Sen. Nhân đây thì chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn tập đoàn toan Hoa Sen đã giúp đỡ chúng tôi. Nhân đây thì chúng tôi thấy những cái hoàn cảnh gia đình đã khổ rồi, nhưng mà cái vấn đề nhà cửa của ba gia đình này đều là siêu dẹo dột nát tạm bợ, rất là ảnh hưởng trong cái cuộc sống của gia đình, nhất là ba em đang trên bước đường học tập. Chúng tôi cũng chia sẻ một phần nào xin cất lại ba căn nhà cho ba hộ gia đình này để cho các em học tập cho thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, cũng là một cái nhân tài của đất nước sau này. Cảm ơn chú Thắm rất nhiều. Rồi mời Quốc Thuận. Nhân đây thì Quốc Thuận cũng xin bổ sung thêm, đó chính là đó, chị Thanh đến từ công ty Cơn Mưa Nhỏ sẽ hỗ trợ phần lót gạch cho cả ba gia đình luôn. Wow. Rồi, xin đại diện cho ba gia đình cảm ơn chị Thanh. Đúng rồi. Như vậy là vừa có mái nhà tôn rồi có gạch rồi luôn. Riêng gia đình bé Trân còn thiếu có toilet nữa. Rồi bây giờ em đại diện chị Thanh đồng ý hỗ trợ cho cái toilet luôn. Cảm ơn chị Thanh, Cơn Mưa Nhỏ, cảm ơn Thắm, cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã có mặt trong ngày hôm nay để đem đến tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả những tấm lòng của tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn anh Thắm, cảm ơn các mạnh thường quân nha. Rồi còn vật liệu xây dựng Hoài Duyên, vật liệu xây dựng Phương Tâm, à xin mời anh. Còn nữa nhiều quá rồi, lên kênh. Rồi cảm ơn anh. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng từ chương trình. Đầu tiên thì chú Linh xin mời ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Tổng đốc trực Tập đoàn Hoa Sen sẽ trao giải 3 15 triệu đồng cho gia đình của em Phương. Tiếp theo xin mời ông Vũ Văn Thanh, Tổng đốc của Tập đoàn Hoa Sen trao giải thưởng 20 triệu đồng cho gia đình của em Trân. Và chúng tôi xin mời ông Quách Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang sẽ trao giải nhất 55 triệu đồng cho gia đình của em Loan. Tuyệt vời, không có gì tuyệt vời bằng ngày hôm nay cả. Một lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người. Và một lần nữa, cảm ơn Quốc Thuận, cảm ơn Phương Anh Đào, cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng đã đến với ngày hôm nay. Một ngày đáng nhớ, tôi xin đại diện chương trình sẽ gửi tặng một thư cảm ơn của Tập đoàn Hoa Sen dành cho Quốc Thuận. Cảm ơn Phương Anh Đào rất nhiều. Dạ. Hy vọng là các bạn sẽ cùng với chúng tôi lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống này, đem đến những cái giá trị yêu thương cho cộng đồng, cho xã hội. Tesla hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.